Hôm nay ta chuyển sang cái phần về FPM Saver. Cái phần này thực chất là chúng ta ôn cái đã học ở trên trường. Tuy nhiên anh không hướng nhiều cái ở trên trường dạy là theo kiểu tàng ở tay, mà chúng ta hướng đến sử dụng thành thạo cái công cụ FPL của Microsoft cung cấp. Cái này là các phiên bản bây giờ là 2005 này, 2008, 2012 thì chúng ta phải dùng một trong ba cái đấy. Nếu em là muốn nhẹ chưa có nhu cầu cao thì dùng 2005 được, còn nếu không thường dùng 2008 phổ biến. Đây. Ở đây chúng ta chưa cần dùng Visual đâu, em mở FL không đâu. Đến cái phần mà dùng Visual chúng ta kết hợp là đến IONET này, dùng cả hai. Với FL chúng ta quan tâm phần chính này, trước hết là phải tạo được cơ sở dữ liệu này. Sau đó các thao tác liên quan về sao lưu dữ liệu bao gồm có backup này, restore này và xin kịch bản cái này. Còn cái phần tạo tài khoản là cái mục đích của cái trường hợp này là khi mà chúng ta xây dựng một hệ thống phần mềm mà có nhiều người dùng. Như các em biết ở trường học chẳng hạn có người ta hệ thống máy chính này. Lúc đấy bắt buộc chúng ta phải dùng cái tài khoản để tạo ra một cái máy chủ, một cái máy chủ để dùng chứa cơ sở dữ liệu này, sau đó các máy khách sẽ tất cả lấy được từ cái máy đấy, hay giống như kiểu là chúng ta làm cái chuỗi cửa hàng thế, người ta dùng cái tạo tài khoản dạng này. Còn cái phần liên quan đến service là chúng ta sẽ có luôn có một dụng để chạy ngầm cái phần này để thực hiện cái FPL. Các cái phần từ phần bài trở đi là cái phần để chúng ta ôn lại các kiến thức đã học. Tuy nhiên hướng dẫn các em là sử dụng các công cụ có sẵn, không phải ngồi viết bằng tay nữa. Thì ở trên lớp các em có phải credit table từng trường một, thì thay vì thế ta sẽ dùng cái có sẵn trên này, thì cần thiết kế thôi, không cần phải nhớ công nghệ credit kia nữa, cả thủ tục cũng thế. Đây thì chúng ta sẽ tạo cơ sở liệu này. Đầu tiên là chúng ta kết nối, để các em xem này. Khi mà kết nối thì giao diện đăng nhập luôn có kiểu kết nối này, chúng ta bỏ tầm bỏ qua này. Quan trọng đầu tiên là cái server name, cái phần này về sau liên quan đến cái lúc chúng ta làm cái phần mềm, đó chính là thông tin của server chúng ta lấy từ đâu. Và các em chú ý này, có các dạng phải local này, một số máy người ta chỉ ghi là dấu chấm này, một số máy các em cài ra thì này là sổ ngược này, SQL Express này, đúng không? Một số máy thì ghi theo kiểu tên máy, ví dụ là ABC này, sược SQL Express, cái này là do mình cài đặt thôi. Thế còn lúc mà chúng ta giả sử bây giờ các em làm một phần mềm mà dữ liệu chúng ta để ở trên mạng hạn, thì thay vì Express thế này chúng ta sẽ dùng đến IP. Đây ví dụ một cái anh là cái là IP thật, đây cái này chúng ta sẽ thuê trang web này, điền thẳng địa chỉ IP vào, cái này địa chỉ trên mạng. Đấy. Bây giờ chúng ta tạo thời lúc đang học thì chúng ta chỉ cần là dùng cái local đây, hoặc các em cài theo kiểu là express đấy, chấm sổ ngược này, SQL express. Các em hay thấy cái dạng nào nhiều? Chắc cái này nhiều đúng không? Express này. Nó theo định dạng mình cài thôi. Còn quãng bây giờ đang là local. Đấy. Bên dưới này là các kiểu đăng nhập, phân quyền theo kiểu là đăng nhập với Windows hay là cái FPM. Cái lúc mà chúng ta bây giờ đang thực hành thì cái phần này chưa quan trọng, nhưng tới khi mà chúng ta làm sản phẩm thì phải cực quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta muốn một máy là server, bắt buộc phải là vào đăng nhập theo quyển là SQL này. Khi đó yêu cầu là tên đăng nhập mật khẩu, chúng ta phải điền hai cái này vào mới kết nối được. Các em hiểu chưa? Tức là ví dụ bây giờ máy A muốn vào máy B thì dữ liệu thì dùng cái kiểu này. Còn kiểu mà chúng ta hay dùng Windows chỉ dùng cho máy hiện tại của mình thôi, chứ mà người khác không dùng được kiểu này. Các em hiểu chưa nhỉ? Đầu tiên ta chưa quan tâm vốn này, cứ đăng nhập bình thường, mặc định nó sẽ dùng Windows. Đấy. Và chúng ta sẽ mở cái mục Database lên. Ở đây nó chứa tất cả các cơ sở liệu của mình đang có trên máy, hoặc có thể ở trên mạng. Đây vào thử một cái trên mạng nhé. Để kết nối. Chờ đợi một chút. Đây. Đây ví dụ anh vào một cái địa chỉ thật này. Đây cái này là hot này, anh thuê ở của VMMS. Có mất mạng. Có mạng. Có mạng. Có mạng. Có mất mạng. Thôi là mất mạng. Còn nếu như có mạng lúc kết nối nó cũng ra dạng như này, tức là trong này hiển thị tất cả các cơ sở liệu của mình đang có. Đấy. Đây. Trước khi chúng ta sẽ cần tạo ra một cái cơ sở liệu để chúng ta thao tác, và cái này sẽ có tác dụng lưu trữ tất cả các thông tin của mình, nó sẽ không bị mất khi chúng ta cắt chương trình như lần trước nhé. Đây. À, để tạo cơ sở liệu ở trên nước chúng ta học kiểu gì các em? Các em nào còn nhớ không? Tạo cơ sở liệu ấy, credit database đúng không? Cơ sở liệu database. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta kích chuột phải mục database và chúng ta chọn vào cái trên cùng có tên là new database. Các em thử luôn đi.
Cái này làm rất là dễ thôi. New Tabay. Khi chuột phải mục database chọn New Tabay. Chọn mặt này. Đây. À, nó hiện lên một cái form này. Đầu tiên sẽ ghi là database name. Chúng ta điền vào đây. Ví dụ MF7. Hay DB17. Đấy. Với phần này chúng ta chỉ cần chú ý mỗi cái phần đường dẫn này thôi. Các em kéo cái thanh cuộn ở dưới này. Đấy. Kéo xuống dưới cùng nó có ghi một cái là cái path, tức là cái đường dẫn. Và cái này sẽ có tác dụng là new tất cả các cơ sở liệu của mình vào cái khu mục này. Mặc định là trong ổ C, do vậy khi chúng ta cài lại máy, đặc biệt là cài lại win hoặc code lại, nó sẽ mất hết. Chính vì thế chúng ta nên đổi cái này đi, đừng để ổ C. Bởi vì sao các em làm bài hoặc làm phần mềm hạn chúng ta không nên để ổ C lúc mình máy bị lỗi hỏng ngay. Nên để ổ khác đi, lúc là thử cài lại máy cài lại win không mong bị mất. Các em nhường dưỡng thôi nhỉ. Như ở các file mình để ở desktop ấy, đến lúc cài lại win khác thì đi sạch. Các em chọn khác ổ C đi, ví dụ chọn là cái ổ bất kỳ nào đấy. Hoặc bây giờ em tạo một thư mục để chứa các số liệu. Đây ví dụ em để cho một cái ổ khác. Ví dụ các em tạo thư mục mới là DB nè. Là 87. Đấy. Tạo ổ khác ổ C đi. Sau đó chúng ta chọn vào cái thư mục đấy, ok này. Khi tạo cơ sở liệu thì nó có hai file. Một cái file có tên là có cái đuôi là MDF. Tên là cái file chính để chứa dữ liệu. Còn cái thứ hai có viết tắt có thêm một cái nốc bên sau nữa. Cái nào đoán là nốc là cái gì không? Đúng rồi, chính là cái nhật ký đấy. Tức là lưu lại toàn bộ các thao tác của ta thao tác cơ sở liệu này. Những người nào về sau chuyên sâu người ta sẽ phục vào và lưu sẽ là lần tết những cái thao tác ở trên cơ sở liệu thay đổi. Còn bình thường chúng ta dùng thì không thiếu như không ít dùng cái file này, chỉ chuyên gia hay dùng cái file này nhiều thôi. Đây. Dạ, đây nè. Cứ để đâu mà. Low data nè. Sau đó ta nhấn vào nút OK. Đầu bấm nát, nó sẽ tạo ra một cơ sở liệu trong mình. Nếu như em nào mà nó báo là cái permission in master ấy, có em nào bị đấy bao giờ nhỉ? Hồi thực hành SQL ấy. Tạo cơ sở liệu bị lỗi là permission master database đấy. Thì cái đấy chúng ta nhớ này. Nếu ai bị mà không tạo cơ sở liệu thì nó kích chuột phải. Chạy SQL với quyền admin, tức là run admin này. Thì sẽ tạo được mình thường không bị cái lỗi mà phân quyền nữa. Nếu em nào bị với cần như thế thôi, còn mình không sao. Cái gì à? Tìm trên mạng cũng cùng để mỗi cái đấy không? Rất đơn giản, nhưng mà tìm cũng khó. Các em tạo xong rồi nhỉ? Đây chúng ta sẽ có một DB bên dưới này. Đây. Bây giờ cái phần quan trọng tiếp theo đó là cái phần bảng, tức là table. Ở trên lớp trước chúng ta học theo kiểu là cái credit table trong các trường đấy là Primiki đúng vậy đúng không? Còn bây giờ ta sẽ hoàn toàn thao tác như sau này. Cho kích chuột phải vào cái table này. Sau đó chọn vào new table. Đây. Bây giờ chúng ta chỉ cần điền các tên cột mà thôi. Đây ví dụ nhé. Để nát về nhà anh gửi cho em một cấu bài tập SQL. Ngày xưa các em có không nhỉ? Ở trên lớp mình chưa học, anh lấy bài tập về đang thôi mà. Đấy dùng một cái bài tập bất kỳ. Công đoàn này. Đây dụ chúng ta làm một cái đơn giản về cái phần khách sạn. Gồm có 3 bảng. Khách hàng này, phòng đặt phòng. Khách hàng gồm có 4 trường là mã khách, tên khách, địa chỉ, số điện thoại. Chúng ta điền như sau này. Mã khách. Cái đặt tên ở cột ở trong SQL chúng ta nên đặt theo kiểu Pascal. Tức là chữ cái đầu tiên của mỗi trường chúng ta viết hoa cho dễ nhìn. Các em không nên viết kiểu này nhé. Không nên viết theo kiểu nhỏ tí như này. Để so đọc nó khó. Các em nên viết tắt ra. Mã, chữ M viết hoa này, chữ K viết hoa. Cái mã khách để kiểu gì hợp lý các em nhỉ?
Có tiếng Việt không? Trước hết chúng ta xác định xem mã có tiếng Việt không. Mã thường thường mã sinh viên kem sẽ có tiếng Việt không? Chúng ta cần xác định xong soi chuẩn hướng. Nếu mà có chữ N nó liên quan tiếng Việt có dấu. Còn khi chúng ta không cần thì có dấu chúng ta chữ N. Cái này không có dấu đúng không? Đây. Các kiểu dữ liệu chúng ta chỉ một chút này. Cái chữ N này là có liên quan tới Unicode tiếng Việt này. Còn cái thứ va có thêm chữ va này, có em nào đoán được va với không va khác nhau với gì không? Thế là về cái cách sử dụng ấy, tất nhiên nó là biến rồi. Ví dụ giờ nhá, mã khách là va chai 10 và một cái là chai 10 thì theo các em nó khác nhau ở điểm gì? Có một chữ này chú ý một chút không? Có nào đoán được? Đây nó luôn nhá. Cái từ va này cho vào này để phân biệt như sau này. Ví dụ cùng một khách, ví dụ khách có tên là K01 chẳng hạn. Các em thấy này mấy ký tự nhỉ? Ba ký tự đúng không? Hoặc K201 cho 4 ký tự đi. Nếu chúng ta để kiểu tra 10 như vậy thì mấy ký tự các em? 6 cái đúng không? 6 cái, nếu mà chúng ta để kiểu tra 10 sẽ thêm đủ 6 dấu cách đây để cho thành 10 ký tự. Đây là với kiểu tra, cho nên không có từ va. Còn nếu như chúng ta có cái va vào rồi thì 6 cái đấy nó sẽ không quan tâm nữa. Tức là có cái nào dùng đấy. Và cái chỗ 10 kia là thể hiện là số ký tự tối đa. Tức là chúng ta không được vượt quá 10 ký tự, có thể từ 1 đến 10. Nếu như 11 nó sẽ mất đi. Em hiểu chưa nhỉ? Do vậy thì chúng ta thường thường có chữ va này vào để cho nó biến đổi, tránh nó bị dư thừa dữ liệu. Các phân biệt được chưa? Thế còn có chữ N này vào này. Có thêm chữ N thể hiện cho phần tiếng Việt có dấu. Nếu chúng ta không có tiếng Việt không cần chữ N vào thì cần tra hoặc va tra thôi. Trong này có một cái kiểu to nhất đó là cả về chuỗi, đó là kiểu N tách. Kiểu này thường thường như cả đoạn văn bản. Đấy. Với mã khách hiện tại chúng ta chỉ cần một cái va tra, dụ va tra tầm 20 cái chữ thôi, cái này quá nhiều rồi. Tên khách này, cái tên khách có giống cao nhỉ? Đấy, tên khách thì đây là cần N va tra này. Theo các em tên dài nhất bao nhiêu ký tự? 50. 30. Cái gì mà có tận 6 từ ấy, cái gì nào nhỉ? Nó nên có một bài báo về một con gái, con của ông gì, cái năm nay nhỉ? Quên luôn này. Đấy là... đánh đủ. Kiểu tôn tặng nữ anh chị nói cái gì mà dài dài. Cho nên cái này các em tốt nhất nên cho tầm hơn 100 nào. Các em biết vì sao không? Thực tế lúc chúng ta học thì người ta cứ ghi là họ tên là các em ghi đầy đủ là Nguyễn Văn A là dài đúng không? Nhưng thực tế người ta không phải ghi họ tên không, ví dụ người ta ghi Văn A trong gạch ngang, địa chỉ đâu chẳng hạn. Người khách hàng người ta ghi ghi thế. Nên nhưng mà các em cứ tính toán thực tế như trong lớp em học là cứ 23 ký tự ra ngoài chết ngay. Tức là có nhiều người ta ghi là họ tên này, kèm theo số điện thoại này, kèm theo địa chỉ ngay cùng vào cái họ tên ấy. Chứ ta không cách ghi là số điện thoại không. Vì vậy mà nếu chúng ta thiết kế cứ kiểu mà quá máy móc là đảo họ tên dài nhất khoảng 50 ký tự, lúc đấy người ta sẽ gặp phải lỗi. Các em tưởng tượng ra nhỉ? Vì thế mà không nên tính toán quá khít mà tên để cho dư ra. Các em cứ tổng 100 và nó thoải mái, không bị lỗi. Cái này chính trong anh cũng bị nhiều đấy. Tôi nghĩ quả họ cũng chẳng là mình cứ đoán là 50 ký tự là dài rồi. Nhìn cái tên nó điện chỉ các địa chỉ dài ngoằng ngoằng đến gần 200 ký tự. Nhìn hàng trên rồi. Thật sự ạ. Tiếp theo là địa chỉ này, số điện thoại. Đây địa chỉ này. Địa chỉ ta nở van tra tầm khoảng 250 đi. Thoải mái. Số điện thoại. Số điện thoại được kiểu gì các em nhỉ? Để cái in được không? Đúng không các em nhỉ? Thế các em kiểu in có lưu được số 0 không? Số không nó mất đấy, được để kiểu in. Số điện thoại ta nên để kiểu tra hoặc nó dẫn cho các em cho ba tra vào. Bởi vì kiểu in nếu không có số không ở trước. Cái này thì to tầm khoảng 10 năm là A rồi. À thôi cứ cho tầm khoảng 50 đi. Bởi vì nó sẽ trường hợp không phải như một số, người ta ghi hai số một nút cơ. Chứ mình để chỉ một số này thì chết. Các em tưởng tượng chưa? Nên là phải cho dư ra, để góp đôi góp ba, người ta lưu hai số chẳng hạn thì làm gì được họ. Mà khi lưu hai số các phải nghe để trong một số à? Hoặc chính mình di động nhiều người có hai số mà, cho nên các em để một số đấy là thành sai. Thật chân chúng ta tính mình mắc phải nên được rồi, đúng là điện thoại có 10, một số là cao nhất đúng không? Các em để thành 11 và thế làm sao là không muốn hai số thì là thế nào? Tôi lấy thành 20 số chưa đủ. Đấy. Thế các em cứ cho thưa thoải mái nào. Đấy. Bây giờ phần đặt khóa này. Thế là khóa các em nhìn cái cột có ononu này. Ononu là gì các em nhỉ?
Đúng rồi, cái này cho phép chấm bằng không. Tức là khi mà chúng ta nhập dữ liệu, nếu mà cái cột nào là on null thì cái cột đấy chúng ta thể có nhập hoặc không nhập cũng được. Nhưng nếu chúng ta bỏ cái này đi thì cái này bắt buộc phải có dữ liệu. Để tạo ra một khóa trong một cái bảng, ta sẽ làm như sau này. Kích chuột phải chọn vào set primary key. Cái khóa này có tác dụng gì các em nhỉ? Ví dụ bây giờ chứng minh thư nhân dân của người mà trùng nhau tưởng đây, chứng minh thư nhân dân họ mát sinh viên các em có trùng nhau được không? Vậy cái mã để làm gì các nhỉ? Để phân biệt đúng không? Phân biệt thứ nhất từng đối tượng và không được phép trùng nhau. Chính vì thế mà có những cái bảng mà không phải chỉ một khóa mà rất nhiều khóa tạo nên một hàm, rất là chiều trường tạo nên cái khóa đấy. Nếu mà chúng ta muốn một cái bảng có nhiều cái trường tạo nên khóa là như sau này. Các em có thể nhấn ký shift sang phần dưới này, hoặc là nhấn Ctrl ở bên ngoài, dụ Ctrl này. Đấy. Sau đó kích chuột phải chọn Set, thì cả ba cái trường này có biết được cái khóa. Nếu xóa đi thế nào các em nhỉ? Giờ không muốn bỏ, không muốn cái nào làm khóa nữa. Đúng rồi, chúng ta kích chuột phải để bên dưới này, lúc này sẽ chuyển thành chữ Remove Key, chúng ta bỏ đi. Đấy. Đây chúng ta sau đó này chúng ta nhấn Ctrl F để lưu vào như văn bản bình thường. Ctrl F. Em đọc cái chuyện hài có cái thằng nó thi thi và thi văn bản Word này, đến lúc nào bài xong rồi đầu tắt đi, nó hỏi là có nên hay không, tưởng mà có làm nữa hay không. Chọn đâu phát nó trắng. Cười. Đây là bảng gì nhỉ? Đây là bảng khách hàng. Chúng ta điền chữ khách hàng vào. Đấy. Tương tự ta sẽ tạo các bảng khác, đó là bảng phòng gồm có mã phòng, tên phòng, loại phòng và giá. Đấy, chúng ta lại kích chuột phải này, chọn vào new table, gồm có mã phòng này, tương tự ta một cái file trang tên phòng này. Tên phòng có tiếng Việt vậy, n van cha. Loại phòng này, loại phòng có tiếng Việt hiện tại con n van cha vậy. Giá, cái giá thì cho thử nguyên được. Và cái này hiển nhiên là mã phòng nằm khóa, do người ta sẽ cũng phải cho bản nằm khóa kích chuột phải cho test quá trình cho nó. Mã phòng, tên phòng, loại phòng và giá. Tiếp theo chúng ta lưu vào bằng cách kích Ctrl F. Hoặc kích vào cái biểu tượng có cái ổ đĩa trên này cũng được em này. Đấy. Dần ta sẽ có bản là phòng. Đây. Tương tự ta còn một bảng nữa. Đó là bảng đặt phòng. Gồm có mã khách, mã phòng, ngày nhận và ngày trả. Đấy, ta tạo một bảng nữa cho nó quen. Điều này. Cái bảng này nó tổng hợp từ hai bảng trên này, do vậy có hai trường dùng chung này. Chúng ta có thể là viết lại hoặc có một cách khác các em nên chú ý, đó là copy. Tức là bên cạnh chúng ta có thể nhập vào này, chúng ta có thể copy được. Đây các em có thể copy, kích ra cái đầu dòng, cái cột ngoài cùng ấy, nó thành cái tam giác đen đen này. Sau đó chúng ta nhấn copy Ctrl C này, sau sang bên này Ctrl V bình thường, đấy copy được cả cái hàng. Thậm chí chúng ta có thể copy một lúc được nhiều hàng. Tức trường hợp là chúng về sau thiết kế những cái bảng nhiều bảng giống nhau ấy, các em copy một nút được nhiều hàng này. Đây. Đấy. Nếu không muốn thì ta lại kích này, dần shift này, sau đó ấn nút đen đi, nó xóa hết ngay. Mã phòng, mã khách. Đấy, các em kích ở đầu ngoài. Ctrl C, sau này là Ctrl V. Đấy. Thêm một cái đó là ngày nhận này. Cái ngày tháng ta sẽ có các kiểu, đó là kiểu date time hoặc số date time. Để thỏa mãn các em dùng kiểu date time được. Rồi more date time này. Date time. Ngày nhận này, xong ngày trả. Date time. Date time hoặc em hiểu rõ số more date time cũng được. Nó chỉ khác nhau về phạm vi giá trị thôi. Với cái bảng này thì cần hai cái trường làm khóa, đó là mã phòng và mã khách. Lúc này chúng ta cần phải nhấn Ctrl hoặc là hai cái nhìn nhau, các bạn nhấn Shift để chọn lúc cả hai trường.
Ví dụ chúng ta nhấn Ctrl này hai cái, sau đó kích chuột phải chọn set với key. Bởi vì đặt phòng phải cần cả cái khách và phòng mới tạo nên một cái duy nhất được. Sau đó ta lưu vào Ctrl F đặt phòng. Đấy. Đấy. Bây giờ các em có thắc mắc xem ngày xưa cái công nghệ của mình tạo thế nào không? Đây. Lần trước các em phải trên lớp chúng ta học là Clip Table đúng không? Bây giờ các em muốn xem lại ta làm như sau này. Kích chuột phải, sau đó chọn Add Clip Table này, E này. Sau đó các em chọn cái chân đỉnh ấy, Clip to New Query Editor Window ấy. Chọn thử cái đấy xem tác dụng là gì. Các em nhìn chưa? Add Clip Table E này, xong Clip to này, chọn New Query Window. À, ngay lập tức chúng ta sẽ nhìn thấy các câu lệnh Clip Table rất là quen thuộc các em đã từng học. Đây. Có phải lần trước các em học trên lớp dạng này không? Đang học nhớ với cái khóa khốn khổ rồi. Xong giờ thì ai dùng thì nó mệt. Tạo luôn nó nhanh. Lúc tạo xong ta hoàn toàn xem lại được cấu trúc của bảng mình đã tạo như thế này. Đấy. Không được rồi, đây còn máy của em đây, không được rồi. Đấy. Khi mà có cơ sở liệu rồi chúng ta có thể các thao tác tiếp theo là backup. Tức là chúng ta sao lưu dữ liệu. Mục đích của sao lưu này là bởi vì chúng ta sẽ tạo một cái bản photo như là một cái bản gốc của Win ấy. Để lúc mà khi mà cái bản ứng dụng của mình bị lỗi chúng ta phục hồi lại. Hoặc bị mất đi, thường thường bị mất đi chúng ta phục hồi lại. Để tạo ra cái phần đấy ta làm như sau này. Chúng ta kích chuột phải vào tên cơ sở liệu chúng ta muốn copy hay muốn sao lưu ấy. Kích chuột phải, chọn vào tab này, sau đó chọn vào backup. Đấy. Em làm lại nhé, kích chuột phải vào cơ sở liệu muốn sao lưu này, chọn vào tab này, chọn vào backup này. Các em đến bước này chưa? Khi chọn backup thứ này nó sẽ hiển thị cho mình cái đường dẫn. Đây, các em tạm thời có một remove các em xóa đi. Chúng ta nhìn một cái nút em này, chúng ta kích vào nút em này, sau đó tìm kích vào chấm chấm để tìm tới cái thư mục mà chúng ta muốn lưu trữ. Kích chấm chấm, các đến đây chưa nhỉ? Nó hiển thị cái form mà select backup destination chưa? Đây, chúng ta chọn tiếp vào đây này. Nó hiện lên một cái chỗ chúng ta chọn thư mục muốn lưu trữ. À, mặc định trong ổ C và rất là sâu, các em phải chọn ổ khác được, không vấn đề gì cả. Chúng để ngay ổ F này, để ngay bên ngoài cũng được. DBMF7.5 ví dụ này. Ấn OK này. Sau đó là OK tiếp này. OK tiếp này. Có được một nút. Đây là thực thi khi nào 100% lúc nó sẽ báo một cái là successful. Lúc đấy chúng ta sang lưu sau. Các đủ chưa nhỉ? Ừ. Do vậy app ở database đấy. Con lên sửa successfully đấy. Bây giờ ta sẽ vào cái thư mục đấy chúng ta xem. Đây. Đâu đó. Đây này. Nó tạo ra một cái file này. Ừ. Cái đuôi các em chú ý này. Có ai nhớ backup thường thường có đuôi gì không? Đúng rồi. Tất nhiên rất là BAK là theo chúng ta học mặc định. Nhưng thực tế không phải lúc nào BAK, bấm nút là nó kiểu file. Đừng lầm tưởng lúc nào lúc chỉ BAK là backup. Nếu như vậy các em sẽ có rất nhiều cái phụ hồi được. Nó còn có thể là các đuôi dạng kiểu file ngoài cái BAK ra. Các em đã biết tác dụng cái file này chưa? Giống hệt cái file code. Khi mà giả sử cái cơ sở của mình bị mất chẳng hạn thì các em được phục hồi như sau này. Đây. Các em thành công cái đấy chưa nhỉ? Bây giờ ta sẽ phục hồi này như sau này. Tạo ra một cơ sở liệu mới, tên khác cũng được, không nhất phải tên này. Các em tạo một cơ sở mới này. Ví dụ là DB phục hồi ha. Tạo cơ sở liệu mới lúc đầu ấy. Để ví dụ trường hợp phục hồi lại, không có kem để chỉ biết một trường hợp không hay. Nếu chúng ta phục hồi lại cái cơ sở liệu đó cũ thì thường thường ta tắt hết các cái phần mình đang mở trên này đi.
Nếu không nó sẽ báo là cơ sở liệu đang truy sử dụng nhưng mà không ổn được. Các em nhớ nhé, về sau chúng ta làm nhiều ấy. Được chưa nhỉ? Bây giờ ta sẽ kỹ thuật phải vào cơ sở liệu cần phục hồi này. Sau đó cũng chọn vào task này. Nhưng thay vì chọn backup, bây giờ ta chọn vào detail và nó sẽ có các lựa chọn detail file và group. Chúng ta chọn ở detail database bên trên này. Các em biết đây chưa? Detail database này. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn tới cái ổ đĩa, đây là from device này. Lần này chúng ta sẽ tìm tới cái đường dẫn mà chứa file backup. Cái file này sẽ có thể là .bak hoặc là .file. Có một điều chú ý là chúng ta không nên làm mà cũng không nên lầm tưởng là cái backup chỉ có đuôi .bak. Như thế chúng ta sẽ bỏ qua rất là nhiều trường hợp. Tại nó do cái .bak này có nhiều cái chúng ta đang không phải .bak là kiểu file thôi. Đấy. Bây giờ ta lại chọn vào nút F này. Vừa xong cái file backup chúng ta để đâu thì chúng ta tìm tới nó để phục hồi lại. Đây. Bây giờ các em nhìn thấy là cái file backup mặc định là .bak.tm không ra này. Bây giờ ta thể chấm chọn xuống dưới, chọn vào cái file ở type là chọn all file. Lúc này chúng ta mới có cái file backup kia. Các em biết chưa nhỉ? Đây này. Các em đang thấy chưa? All file chưa? All file mà. Ấn OK này. OK tiếp này. Sau đó ta kích vào cái dấu ti to này. Đấy. Đấy. Lên chưa em? Đây sau đó chọn vào option này. Chuyển sang option này chúng ta chỉ cần chọn vào cái kênh thùng là override này. Đấy. Sau đó ta chọn vào OK. Các em ta sẽ bị một cái lỗi đó là database đang trong sử dụng. Các em biết cái này chưa nhỉ? Bởi vì chúng ta đang chạy cái MX7 đây này. Bây giờ sẽ báo lỗi là detail database này. Cái này chúng ta đang chạy nên ta không phục hồi lại được. Tới đây bây giờ chúng ta cần phải detail tới đúng cái file cơ sở liệu mình cần khắc phục lại. Ở đây nó mặc định là theo cái cơ sở liệu mình không tạo ban đầu nó MX7. Nhưng thực chất chúng ta đang làm với cơ sở liệu là DB phục hồi. Các em dựa cho nhỉ? Chúng ta phải xem xét là cái đấy nằm ở đâu này. Để biết được xem cái cơ sở liệu của mình đang ở bộ nào, ta làm như sau. Kích chuột phải vào cơ sở liệu. Sau đó chọn vào property này. Đấy. Chúng ta chọn vào cái file. Lúc này các em kéo xuống dưới này, nó hiển thị đường dẫn của mình để cái file ở đâu. Đấy. Với cái phục hồi này, vừa xong cái mới các em xem lại như sau này. Property, chọn vào file này. Xuống dưới. Cái này nó tận ở trong cái thư mục C này. Program file này. Mà SQL data rất là dài. Để chúng ta phục hồi tận cái này cơ. Các em hiểu chưa nhỉ? Anh tạo một cái khác ngắn hơn nhé. Lúc xóa các em phải kích chuột phải. Chọn vào delete. Để xóa đi bình thường. Kernel connection này. Xóa cái vừa xong đi được. Các em vừa xong chọn để rồi nào. Tạo một cái cơ sở liệu thứ hai. Nó hơi dài không? Ví dụ như chọn một cái ổ khác. Đây. Anh tạo một cơ sở liệu khác. Nó có cái đường dẫn dễ nhìn thôi. Không có gì cả. Em làm lại nhé. Tại vừa rồi chúng ta làm cái cơ sở liệu nhưng mà để trong tận cái ổ C này nó rất là dài. Tìm lại cũng được nhưng mất thời gian. Rồi chúng ta sẽ để lại chọn đường dẫn nó khác đi để phục hồi nó dễ. Các em hiểu chưa nhỉ? Hãy để lại cái thư mục lúc đầu nhé. Điều D database trong ổ E này ngắn gọn này. Cái phục hồi các em chú ý là cái cơ sở thì mình đang chạy không phục hồi này được đâu. Do vậy phải chọn cái là chúng ta đã tắt đi. Hoặc không chạy đến. Đường dẫn nó khác đi. À vẫn đường dẫn được nhưng mà nó ngắn một chút. Khác cái đường dẫn mặc định là tận data nó rất là dài ấy. Tận OK này. Đấy là lại phục hồi này. Tab này. Detail database này. From này. All time.
Ok này, chọn vào dấu check này trước này, cho nên option override này. Và chú ý này, có cái đi to e chúng ta phải chọn lại. Bây giờ đang cơ sở liệu của mình là DB phục hồi thì các phải chọn tới cái file có tên là DB phục hồi chứ không phải DB bản, các hiểu chưa nhỉ? Ta chọn này vào thấm thấm này. F này. E này, database này. Các phải chọn đúng vào cái file MVF này cần phục hồi lại ấy. Mới được. Đây, cái dưới cái nốc cũng thế, các em phục hồi lại cái này này. E này. Phục hồi chấm nốc. Đấy. Sau bước này ta click vào nút OK. Đấy, nó chạy tít này đến 100% này. Khi nó báo là nó đi to database sau khi full new là ổn. Nó ra kiểm tra xem cơ sở liệu mới nó có đúng cái mình sao new để xem này. Cái mới hoàn toàn có các thứ giống hệt như cái vừa xong mà ta không phải tạo một cái thao tác gì cả. Về sau có dữ liệu khách hàng nó chưa đủ hết.